Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Châu quay trở lại bệnh viện Nhi Đồng 2 để trao quà cho chị Cẩm Tú với lại con là Cát Tường. Thì cũng đến đây có một số hoàn cảnh cũng khá chi là khó khăn với lại đang rất là ngặt nghèo, thì cũng muốn Châu quay lên để xem thử có kết nối được những cái tấm lòng nào không á. Thì câu chuyện như thế này là hai vợ chồng Câm và con thì đang bệnh và phải đang truyền dịch ở bên trong. Hai vợ chồng hiện tại thì như thế nào con? Hoàn cảnh hai như thế nào con? Hai vợ chồng đó, bây giờ là Câm điếc, không có biết nói chuyện. Rồi thành ra nó bây giờ con nó bệnh không có làm gì được hết trơn, trời á. Quê ở Sóc Trăng mà. Dạ, cô là dì của hai vợ chồng? Mẹ, nhưng mà cô cũng khổ lắm, không có tiền để cho con đi theo nuôi nó gì đó, bị nó đâu có biết nói chuyện gì đâu. Dạ. Rồi đi theo được bác sĩ kêu đồ này kia, mình lo cho nó. Ở nhà cô giờ còn hai vợ chồng mà ổng cũng bị hư con mắt nữa. Rồi bị cái gì đó, nó sắp bị tai biến á. Rồi ổng ở nhà cũng ngồi với nhỏ con gái học lớp 12 mà nó không phải đi làm lo đi làm mướn đừng lo cho gia đình. Học lớp 12 hả? Ừ, mà nó còn đi làm, nó đi. Nó học xong rồi về tối nó đi bán đồ này kia lặt vặt tiếp cho người ta. Dạ. Đi bán gì cô? Xin que rồi trà sữa. Đi bán rong tới các quán nhậu hả con? Không có bán nhậu đâu. Bán cặp lộ ngay vòng xây của Hòa Tú á, Hòa Tú 1 á. Dạ. Rồi đang lo cho gia đình ở nhà, còn đứa con nó ở nhà không ai lo hết trơn. Dạ. Dạ, bé dưới quê làm gì vậy con? Bé đó là em của thằng Câm này nè. Nó đi bán xin que trà sữa, rồi bánh tráng trộn, bánh tráng nướng gì đó, đặng lo cho con của thằng này nè, ở nhà còn đứa 6 tuổi nữa đi học. Dạ, tức là vợ chồng anh Câm là có hai đứa. Hai đứa. Một đứa là 6 tuổi đang ở quê. Đang ở quê. Dạ. Còn đứa thì giờ mới 2 tháng mấy mà nó bị mổ mật ở đây đó. Dạ. Đang điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Mà Tâm mà không biết nói chuyện gì trơn á, trời ơi, giờ đâu có ai lo cho nó, rồi cô đi theo cô đặng bác sĩ kêu này kia được cô lo cho nó. Dạ. Vậy thì chưa biết tên của anh. Nó tên Đặng Hoài Bảo. Đặng Hoài Mẹ Bảo. Mẹ thì Lê Thị Thu Dân. 35 tuổi, hai đứa có 1 tuổi hả? Dạ. Rồi hai vợ chồng cưới lâu chưa con? Cưới khoảng 9 năm rồi. Dạ. 9 năm rồi. Rồi 3 năm rồi mới có con. Rồi đẻ nhỏ đã được 6 tuổi. Rồi bây giờ đẻ thương đứa này được 2 tháng mấy. Dạ, con trai hay là con gái? Gái không à. Gái hả? Dạ. Rồi hai vợ chồng dưới quê làm gì con? Thằng này thì đi làm hồ. Còn vợ thì ở nhà may thảm nuôi con. Rồi giờ con bệnh gì rồi không có đứa nào làm được hết trơn. Dạ. Con của anh là bác sĩ nói là bệnh gì con? Teo đường mật. Rồi mổ đường mật rồi. Dạ. Lấy cái gan đó xét nghiệm. Nếu mà sơ gan là phải ghép gan. Dạ. Rồi mấy hôm nay lên bệnh viện là được mấy ngày rồi? Bữa nay nữa lên bữa 28. Bây giờ 15 tay rồi đó. Dạ, là hơn nửa tháng rồi. Hơn rồi. Dạ. Rồi hiện tại là bé như thế nào rồi con? Bé bây giờ thì cũng như nó cái chỗ mà rút cái ống ra, cái ống mà dịch ra đó. Dạ. Người ta rút ống rồi nước vàng còn ra đó, thành ra giờ còn đang ở đây điều trị. Dạ. Rồi sắp tới là Tết là có cho xuất viện không hay là ăn Tết chưa ở đây biết luôn? Nữa để ngày mai bác sĩ vô hỏi bác sĩ coi có cho xuất viện không. Dạ. Nếu mà xuất viện rồi vợ chồng không có tiền về xe nữa, hồi sáng giờ ra vô đợi cô Tường lại đơn xin tiền về xe mà không gặp. Này, cô Tường ở bên phòng công tác xã hội á. Bị gì có đưa đơn vô hỏi cô Tường đang xin tiền đó. Dạ. Rồi hai vợ chồng mà nếu như làm ở quê thì cũng thu nhập 200-300 ngàn không con? Nó đi làm hồ được 200 mấy. 200 mấy. 220. Rồi chị nhà may thảm. May thảm thì ngày cũng vượt vài chục ngàn. Ồ, may thấp vậy hả chị? Hả con? Dạ ừ. Tại vì may cũng như may thảm mà một miếng có 7 ngàn à. Dạ. Nhằm khi ngày được chục miếng, nhằm khi không được chục miếng. Dạ. Nữa ở nhà mình là sống riêng là sống chung, nói sống riêng rồi vợ chồng nó ở riêng, cái con ở nhà sập rồi cô cho cái cô có cái, một cái nhà trước cái nhà sau mà nhà lá đó. Dạ. Cho nó ở rồi bữa hổm trời giông sập rồi giờ nó che lại cái trái nó ở.
Rồi con ảnh đi học rồi có được giảm học phí không? Ở dưới thì không có giảm học phí, tại vì nói là cha với mẹ hưởng chính sách xã hội rồi, con không có được hưởng gì hết. Thì hiện tại là mẹ bé đang chờ vô thuốc cho con ở bên trong đúng không cô? Dạ. Thì kính thưa mọi người, hôm nay mình qua lại để trao tiền cho chị Cẩm Tú với lại bé Cát Tường ở ở cái khoa gan mật tụy. Thì hôm trước có trao quà ở đây thì cũng tình cờ hỏi han câu chuyện của chị Cẩm Tú và biết câu chuyện nó rất là hoàn cảnh của chị rất là khó, và hôm nay đến đây thì tình cờ lại gặp thêm một cái hoàn cảnh của anh Hoài Bảo. Anh Hoài Bảo cũng như là vợ, cũng như là vợ câm điếc đó. Dạ, một hoàn cảnh khó khăn với lại còn lại câm điếc nữa. Dạ. Thì nếu như mà bệnh viện cho xuất viện về thì cô tính như thế nào? Chắc cho về thì cô về. Dạ. Về quê. Là về là bốn người về bắt xe đò về quê. Dạ. Dạ. Rồi dưới quê là ông xã cô làm cái gì cô? Ông xã ở nhà vậy đó, rồi đưa cháu nội đi học rồi vậy đó. Bây giờ ông xã cũng bệnh nữa, ông hư anh con mắt rồi. Bây giờ cũng như ông tay chân ông cũng nhức rồi, đi khám người ta nói cũng như tay biến nhẹ vậy đó. Dạ. Rồi cô là làm gì? Cô á thì cũng may thảm với cháu với nhỏ đó đó, với con dâu đó. Dạ. Rồi nó mua giải về rồi cắt mai, mẹ mai con mai vậy đó. Dạ. Khó khăn quá con ha. Dạ. Giờ vô bệnh viện rất là nhiều cái hoàn cảnh luôn á. Dạ. Ở đâu mà đưa đẩy cho vợ chồng nó vậy, thấy tội nghiệp quá trời chú ơi. Phải chi biết ăn biết nói cũng được, con này không biết ăn biết nói gì hết. Dạ. Nên mà con bệnh là phải đi dạ. Hết cả nhà lên đi vậy hết đó. Cả nhà đó. Rồi ở nhà còn một đứa phải có người chăm nữa. Dạ. Mà gia đình cô cũng khổ quá trời luôn, chứ phải mà có tiền có bạc lo cho con cho cháu cũng được, ai cũng đi làm mướn hết trơn. Dạ. Yeah. Con anh nói là con đang phải ghép gan rồi đó. Dạ. Yeah. Anh nói anh cần sự giúp đỡ, anh cảm ơn. Dạ. Đang tìm mà. Dạ. Ghép gan. Okay. Dạ. Ở phía xa xa kia là vợ của anh Hoài Bảo á, đang ẵm con đến rồi. Sao cô bé mới truyền thuốc mà con? Không sao. Đây. Bác sĩ có cho ra không? Cho à. Tại vì nó ẵm con nó đi ra về vàng ngoài lộn. Cho quà đó, rồi bác sĩ nói cho mới được ra nha, nó công dạ, không dạ. Nắng lắm rồi coi cô tranh thủ ẵm bé vô đi. Đây là vợ của anh Hoài Bảo nè, hai vợ chồng đều câm hết á. Thôi à, được rồi kéo xuống đi con, kéo xuống đi. Hai vợ chồng đều câm điếc bẩm sinh đúng không con? Dạ. Nó bẩm sinh hồi nhỏ. Bẩm sinh hồi nhỏ. Dạ. Rồi bây giờ mà nếu như mà bác sĩ cho bé xuất viện thì gia đình cũng không biết có tiền đâu mà mua vé xe để về quê nữa. Vậy sắp Tết rồi, ở quê là như thế nào rồi con? Bây giờ về quê thì về cho có về vậy chứ. Dạ. Cận Tết quá rồi cũng không về, về nhà vậy thôi. Dạ. Bé là được mấy tháng rồi con? Bé hồi mổ đó là bé bây giờ bé được 3 tháng rồi đó. 3 tháng. Hồi mổ chưa được 2-3 tháng, dạ. 3 tháng 2 tháng mấy rồi. Dạ. 2 tháng rưỡi rồi, bữa nay bé được mổ được mười mấy bữa rồi. Sao chị nói cái tay của anh Hoài Bảo bị sao á con? Bú á, hồi đó bị cái bú mổ. Bú à. Dạ. Hai vợ chồng cũng có lương duyên rồi, cứ kết hợp rồi thành vợ chồng. Bé đầu là đi học lớp mấy con? Lớp 1. Lớp 1. Tuổi được lớp 1. Dạ. Dạ thì cũng san sẻ với gia đình á. Dạ. Có cô Lưu Mỹ Vân ở Mỹ á.
thì cổ có gửi cho con một cái khoản mà giúp những cái hoàn cảnh mà khó khăn á, thì con trích ra 1 triệu đồng để gửi cho gia đình mình ha. Nếu như mà có về thì mình trích mình lấy 1 triệu đó mình mua vé xe mình về. Rồi hy vọng là có thể qua cái video này có thể kết nối thêm những mạnh thường quân, những cái tấm lòng hảo tâm có thể giúp đỡ được cái hoàn cảnh. Quê của nó ở Hòa Tú 1, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Là đi xa không con? Ở đây về quê khoảng 5 tiếng, đi xe đò khoảng 5 tiếng. Ở ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Cũng rất là khó khi mà hai vợ chồng không nói, không nghe được. Thì cô đây là mẹ của anh Hoài Bảo phải đi cùng lên mà để trao đổi thông tin cùng với bác sĩ và lại nhiều thông tin khác. Bé là phát triển bình thường không con? Nó vàng da, vàng nấu gan, vàng con mắt. Rồi con xin gửi gia đình mình 1 triệu để chia sẻ. Đây là số tiền của cô Lương Mỹ Vân ở Mỹ con ha. Cũng cảm ơn cô Lương Mỹ Vân ở Mỹ. Con gửi con ha. Sang sẻ số tiền này cho cháu đi có về đang đi về xe. Rồi con chào gia đình, chúc bé, chúc anh chị nhiều sức khỏe. Hy vọng bé sẽ mau tiến triển. Rồi gia đình cũng mong vậy. Rồi con xin chào ạ. Cháu cũng xin khép video ở đây. Cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn các anh chị đã luôn quan tâm theo dõi ạ. Rồi ẵm bé vô đi cái nắng. Cảm ơn nghe chú. Không có gì cô ha.